Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, các nỗ lực tìm kiếm dấu vết của chiếc máy bay MH370 bị mất tích từ hôm 8 tháng 3 vẫn chưa dừng lại. Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quốc tế đang tăng cường chiến dịch tìm kiếm tại Ấn Độ Dương sau khi Australia công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy hai vật thể trôi dạt tại khu vực này có khả năng là mảnh vỡ của chiếc máy bay bị mất tích. Các máy bay tuần thám Orion và Poseidon của Không quân Australia, New Zealand và Mỹ đã được điều tới khu vực mà vệ tinh của Australia phát hiện ra hai mảnh vỡ, nghi là của máy bay MH370, bị mất tích. Tuy nhiên, đây được đánh giá là khu vực cô lập nhất thế giới, nên khả năng tìm được manh mối là rất mong manh. Vị trí phát hiện vật thể nghi vấn nằm ở Nam Ấn Độ Dương, cách Perth khoảng 3.000 km. Đây thực sự là điểm mà khó có thể tưởng tượng được nhất trên trái đất. Chúng ta cũng không loại trừ khả năng đây là những mảnh vỡ của các tàu hàng hải bị hải tặc tấn công. Tuy nhiên, nếu thực sự có vật thể lạ, thì chúng tôi sẽ tìm ra nó. Về phần mình, phía Malaysia cũng cho biết chưa có tín hiệu lạc quan về việc tìm được tung tích chiếc máy bay mất tích. Chúng tôi đã nhận được các báo cáo vào sáng nay. Chưa có gì tích cực cả. Rất nhiều tàu thuyền và máy bay đang hướng tới khu vực này, nhưng hiện tại chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cả. Phía Malaysia cũng cho biết đang tiến hành điều tra về thông tin cuộc đàm thoại của cơ trưởng Ahmad Saad và hy vọng cuộc gọi điện thoại này sẽ chứa câu trả lời cho sự biến mất bí hiểm của chiếc máy bay MH370. Đến nay, sự biến mất một cách bí ẩn của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh vẫn còn là một dấu hỏi lớn và đặt ra hàng loạt giả thuyết về nguyên nhân khiến nó thay đổi hành trình cũng như khả năng bị khống chế và trục trặc kỹ thuật. Hiện cuộc tìm kiếm đang bao phủ trên một diện tích lên tới 23.000 km2, cả trên đại dương và đất liền, quét từ miền Bắc của Lào đến Kazakhstan.